Ngày 20 tháng 10, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Dự và chủ trì có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng. Sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố, đồng thời tăng cường các biện pháp xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công mà nguyên nhân không do yếu tố khách quan. Các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư, chủ dự án, người đứng đầu có cam kết cụ thể tiến độ hoàn thành theo yêu cầu, kế hoạch đề ra. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhấn mạnh đến vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đầu tư công, vì đây không chỉ là hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của thành phố mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Mười bốn giờ ngày 20 tháng 10, tại cảng chi đội kiểm ngư số 3, tỉnh Quảng Nam, quân chủng hải quân bàn giao 83 ngư dân và 2 thi thể ngư dân bị nạn trên biển cho biên phòng và các cơ quan chức năng theo quy định. Trước đó, ngày 16 tháng 10 và ngày 17 tháng 10, tàu QNA90129TS và tàu QNA90927TS đang lao động hoạt động tại vùng biển gần đảo Sông Tử Tây thì bị lốc xoáy làm chìm tàu. Trên tàu có lần lượt 54 người và 39 người. May mắn, những tàu hoạt động gần đó đã cứu được tổng cộng 78 thuyền viên, 15 ngư dân mất tích. Trưa ngày 17 tháng 10, lực lượng cứu hộ đã vớt được 2 trong số 15 người mất tích. Bộ Tư lệnh Hải quân sau đó điều động các tàu 467, 471 và 735 đến khu vực các tàu cá bị chìm, phối hợp các lực lượng trên biển tìm kiếm, cứu nạn ngư dân, sau khi đón 83 ngư dân, trong đó có 78 ngư dân của hai tàu gặp nạn, 5 ngư dân tàu khác xin về cùng, và 2 thi thể lên tàu. Cán bộ, chiến sĩ tàu 467 Hải quân đã thăm khám, hỗ trợ y tế, động viên ổn định tinh thần, bố trí nơi ăn nghỉ cho các ngư dân và tổ chức bảo quản chặt chẽ, chu đáo 2 thi thể. Hiện, cán bộ, chiến sĩ trên 2 tàu 471 và 735 quân chủng Hải quân đang cùng các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm tàu cá và các ngư dân mất tích. Ngày 20 tháng 10, trước tình trạng đổ xô đi đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET dẫn đến quá tải tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có khuyến cáo đến người dân đang có nhu cầu này. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ rõ, kể từ đầu tháng 10 năm 2023 đến nay, tại hai điểm giải quyết cấp đổi giấy phép lái xe của Sở, ở 258 Võ Chí Công, quận Tây Hồ và 16 Cao Bá Quát, quận Ba Đình, người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe các hạng từ vật liệu bìa sang vật liệu PET tăng đột biến trong 2 tuần qua. Hai địa điểm trên tiếp nhận trung bình 700 người một ngày, tăng khoảng 50% so với các tháng trước. Tuy nhiên, theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, giấy phép lái xe cũ vẫn có giá trị sử dụng. Hiện chưa có quy định bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe từ vật liệu bìa sang thẻ PET mà chỉ khuyến khích đổi. Dự kiến, tháng 5 năm 2024, luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới được trình ra Quốc hội. Nếu thông qua, chính phủ sẽ xây dựng lộ trình và mức phí cấp đổi. Khi đó, cơ quan thẩm quyền sẽ đề ra các giải pháp thuận tiện để phục vụ người dân. Vì vậy, người dân không nhất thiết phải đi đổi giấy phép lái xe trong thời điểm này. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến hết ngày 15 tháng 11, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo của các sàn giao dịch bất động sản thành lập trong giai đoạn 2009-2017 như sàn giao dịch CBRE, Saview Việt Nam, Danh Khôi, DKS, Khải Hoàng, Phú Mỹ Hưng, An Gia Hưng, An Gia. Mục đích của đợt kiểm tra nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra đối với hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý,
giải quyết theo quy định pháp luật. Ngoài ra, quá trình kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Ngày 20 tháng 10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết đã có kết luận nội dung đơn tố cáo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long. Trước đó, Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu có nhận được đơn tố cáo của bà Đê, viên chức của Trung tâm Y tế huyện Phước Long, đang công tác tại phòng khám răng hàm mặt. Nội dung tố cáo ông S, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phước Long, có hành vi cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử, trù dập nhân viên, sử dụng lao động không qua đào tạo. Đối với nội dung tố cáo cưỡng bức lao động, Sở Y tế kết luận trong quá trình thực hiện điều động viên chức D từ khoa khám bệnh đến nhận nhiệm vụ tại phòng tổ chức hành chính là theo đề nghị của khoa khám bệnh nhằm ổn định về tổ chức của khoa để thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trước khi điều động đã được thống nhất của ban giám đốc, đã thông báo đến tập thể khoa khám bệnh và bà D, việc điều động được thực hiện đúng quy định và trình tự, không dùng biện pháp vũ lực và đe dọa. Quá trình làm việc, bà D không chứng minh được ông S có hành vi cưỡng bức lao động đối với bà. Vì vậy, nội dung này là tố cáo sai. Đối với nội dung tố cáo trù dập nhân viên, phân biệt đối xử, Sở Y tế cũng kết luận chưa có cơ sở.